Cô giáo ơi, nếu cứ đăng video như vậy mỗi ngày thì sau bao lâu sẽ có sale đầu tiên? Ok, nếu như các bạn làm tốt, nội dung của các bạn làm tốt và cái video của bạn hấp dẫn, tiêu đề hấp dẫn thì có thể là trong vòng tháng đầu tiên các bạn đã có sale rồi. Còn nếu mà trong trường hợp các bạn cải thiện dần dần, nội dung chưa thực sự xuất sắc lắm mà các bạn làm tốt nó, nâng cấp nó mỗi ngày á, thì trong vòng trung bình thường thường nó sẽ là 1 đến 3 tháng thì các bạn sẽ có những cái sale đầu tiên. Ok. Cô giáo ơi, làm thế nào để có sale nhanh hơn? Nếu như các bạn thực sự mong muốn là có sale nhanh hơn thì chúng ta cần phải dùng đoạn 7 về quảng cáo. Sau video số 15, tức là sau 15 video đầu tiên á, thì các bạn chạy quảng cáo kiếm cái video nào mà gọi là, một là video bán hàng, hai là có thể là video hấp dẫn nhất trong các video của các bạn tâm huyết nhất. Các bạn chạy quảng cáo để kéo traffic về kênh, để có nhiều người xem video hơn và từ đó sale nó mới đến được trong vòng thời gian nhanh nhất có thể, và có thể là nhiều sale hơn ngay từ lúc cái kênh mình còn ít subscribe. Ok. Còn cô giáo ơi, dặn dò lưu ý gì trong quá trình làm hay không? Cái điều quan trọng nhất ở đây đó là các bạn cần phải kiên trì và kiên nhẫn. Một cái điều quan trọng trong quá trình các bạn làm đó là các bạn luôn luôn phải phát triển bản thân mỗi ngày, làm cho mình tốt hơn. Chúng ta tự làm, và sau mỗi cái video thì chúng ta hãy đặt câu hỏi xem là làm thế nào để mình có thể có được nội dung hấp dẫn hơn, hay hơn. Hoặc là tự hỏi làm thế nào để video của mình trông cuốn hút hơn nữa nè. Rồi mình cũng tự hỏi là làm thế nào để video của chúng ta được nhiều người yêu thích, nhiều người like, nhiều chia sẻ hơn. Làm thế nào để chúng ta làm video nhanh hơn. Hoặc làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng được đòn bẩy. Ví dụ như là thuê người, thuê nhân sự, hoặc là sử dụng đòn bẩy quảng cáo, sử dụng đòn bẩy để mà cái video chúng ta tiếp cận chính xác khách hàng hơn và mạnh hơn. Sau này cái video lớn rồi, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng phương án như là phương án 1, đó là chúng ta chạy quảng cáo. Phương án 2 đó là chúng ta liên kết với những cái kênh lớn ấy. Có những cái kênh vài trăm nghìn subscribe, kênh triệu subscribe, thì chúng ta có thể liên kết và trả tiền cho họ để mà họ để cái giới thiệu cái kênh mình. Hoặc là chúng ta kết nối, ví dụ kênh của chúng ta đủ lớn thì chúng ta có thể là giới thiệu một cái kênh khác, rồi kênh khác nó cũng giới thiệu mình, tức là giúp qua giúp lại đấy. Hoặc là chúng ta kết nối với những cái fanpage có lượt follow, lượt tương tác, lượt like lớn, để chúng ta có một cái nội dung hay để lên trang của họ, và họ thì có thêm một bài của chúng ta, thêm traffic, hoặc là chúng ta trả tiền cho họ, vân vân. Có nhiều cách để kéo traffic về kênh. Thì nói tóm lại là trong quá trình các bạn làm ấy, thì các bạn cần phải kiên trì và kiên nhẫn hơn nữa, và luôn luôn phải cải thiện các video của mình, làm nào để chất lượng hơn, hay hơn, và làm nào để tốc độ nhanh hơn, làm nào để nhân rộng nguồn thu nhập. Và đối với làm affiliate marketing thì là một cái mảng mà tương lai các bạn càng ngày càng nhiều nguồn thu nhập. Ban đầu có thể là cả mấy tháng trời các bạn chỉ được có vài trăm đô. Tuy nhiên càng về lâu, về dài, càng về sau nữa, có thể năm thứ nhất, năm thứ hai và những năm sau đấy, thì gần như là các bạn nguồn thu nhập càng ngày càng nhiều dần, càng ngày càng nhiều lên. Và lúc đấy thì bạn sẽ có một cuộc sống rất là tuyệt vời, bởi vì là mình không cần phải bị ràng buộc về quá nhiều về thời gian. Mình có thể làm những cái video mình thích, và càng ngày chúng ta càng nhiều cái sản phẩm có thể mang lại thu nhập này, nhiều kênh traffic này, rồi nhiều cái nguồn thu nhập thụ động sẽ giúp cho chúng ta có cái cuộc sống tự do mà chúng ta muốn. Cái điều tuyệt vời ở đây đó là ban đầu có thể thu nhập rất là ít, chậm, mà nó giống như kiểu cây tre á. Ban đầu mình không có thấy gì hết, nhưng mà sau một thời gian 6 tháng thì cây tre bắt đầu vụt lên, lớn lên rất là nhanh. Thì cái mảng này cũng vậy, ban đầu mình không thấy gì cả, và sau này thì khi mà mình kiên trì đủ lớn và mình thực sự là mình phát triển bản thân liên tục ấy, làm mạnh mẽ và liên tục lên, sau một thời gian thực sự là nguồn thu nhập của chúng ta sẽ đến rất là nhiều, và chúng ta sẽ thay đổi bản thân mình. Với điều kiện là các bạn phải thực sự là khao khát và đam mê cái mảng này, thực sự là rất là khao khát cái mảng này. Nếu bạn tin bạn thành công và bạn quyết tâm sẽ thành công, do or die, tức là phải thành công. Con đường duy nhất, con đường số 1 các bạn, con đường mà không còn con đường nào khác, đó là các bạn phải thành công, thì chắc chắn một tương lai không xa bạn sẽ thành công rực rỡ và đạt được cuộc sống như mình mong muốn. Ok, hãy tiếp tục theo dõi các video khác của Hương sẽ chia sẻ nhiều hơn, đồng hành cùng các bạn nhiều hơn. Ok, bye bye, cảm ơn các bạn đã xem video của Hương.